Vâng, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 59 tuổi ạ. 59 tuổi. Bác xây nhà này bao giờ rồi? Xây năm 2015 ạ. Thế năm 18, 19 đã mất tiền rồi mà. Và Tuất Hợi nó làm chỗ nhà bếp với nhà vệ sinh mà. Bác có mấy anh chị em? dạ nhà sinh được ba cháu ạ, Vâng, trai gái như nào hai đứa gái đầu và đứa trai thứ ba. Gái ạ? đầu sinh năm 93, gái thứ hai sinh năm 96, trai thì thứ ba trai thì sinh năm 2000. Alo. Vâng, em vẫn nghe, em đang nghĩ một chút. À dạ. Ừ, phía trước nhà bác là đường rộng mấy mét? Dạ nhà em xong là trước nhà là đến cái sân 4,2 mét. Tiếp tục quay là cái quán đằng trước là 5,5 mét, sau đến là đường. Và giữa nhà với cái quán đấy thì nó không lập mái đúng không? Không ạ, à, không lập mái ạ. Tân ạ. À. Phía sau nhà bác em thấy có bậc xuống này thì cái sân nó có trũng không? Phía sau đó là nó thấp hơn 30 phân so với nền nhà, 30 cm. Và đằng sau đấy cũng đất của nhà nhưng mà lại xây nhà cấp 4 phòng trọ cho thuê ạ. Có 13 m chiều dài đằng sau ạ. Bên dọc theo phía nam nhà đấy quay là một đường đi nữa đấy ạ. Dọc bên phía nam là một đường đi ạ. Và một đường đi cho nên được cổng mở ra phía nam đấy ạ, chỗ cái sân 4,2 m đấy ạ. Được. Nghĩa là mở mở tách ra khỏi quán với nhà. Và Em thì như thế này nhé, mình không quen biết nhau mà chúng ta xem thì là xem trên bản vẽ thôi, nên là cái việc mà luận đoán của em thì nó không mang tính chất tính cách của bác, cũng không mang tính tính cách của gia đình mình, mà là do những cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào và có sau thì em nói vậy nhé. Thứ nhất là cái ở cái nhà này cậu con trai của bác ấy nuôi tao vừa học phương Đông là cung chấn cung của trường Nam rồi đúng không, và khi nó bị động khí thì người con trai nó sẽ khó phát triển, có đúng không bác? Thì lúc lúc đấy em nói như nào thì bây giờ vẫn như thế, ta cứ áp dụng vào bởi vì nó là quy chuẩn rồi, và muốn thay đổi thì nó không thay đổi được, chỉ có cách là nó ra ngoài nó học hoặc nó đi ra khỏi nhà nó học, ví dụ nó bảo chú ngoại nội ngoại chú bên ngoài, nó ở ký túc xá hay nó ở trường nó đi học thì được, hoặc là nó ra ngoài hẳn nó làm ăn thì được, chứ còn ở nhà là sẽ rất khó phát triển nhé. Đấy, có đúng không? Vâng, có nghĩa là bây giờ cháu đã nói thật thầy là cháu đang học đại học 2 năm của đại học quốc tế. Xong đó thì cháu lại không thích nữa thì đi vào quân đội, học trường quân đội. Nhưng không không muốn về nhà đúng không? Và đi học trường quân đội thì xa lắm. Vâng. Từ trong Nam mà ra ngoài Bắc học cơ. Vâng. Có nghỉ hè mới Thì về. bản chất là cái nhà này nó không phù hợp với nó ấy. Còn nếu bây giờ bác muốn nó về hoặc là sau này nó về mà nó có thể nó ở với gia đình mà nó vẫn thoải mái ấy, thì bác giúp cho là bác xây rất nhiều nước, đặt rất nhiều nước ở cái sân đó, nhưng lại bây giờ lại dở một cái là như này, khi đặt nước ở sân đó thì cái quán trên lại không bán được hàng, hiện tượng là cái quán trên em không biết bán gì, bán đã kém rồi coi nhé, cái quán trên đã bán đã kém rồi nhưng bây giờ đặt nước vào thì còn không bán nổi nữa cơ À thế ạ. nhưng mà lại tốt cho cái nhà nó bị hiện tượng như thế, mà nghĩa là bản chất ta có hai chủ thể nó tách rời, một chủ thể là cái quán và một chủ thể cái nhà đấy, thì khi bác xây cái quán đó thì cái nhà nó dễ chịu hơn, bởi vì ra cái nhà khí đông nó được có một cái cản đấy, và cản đấy thì nó dễ chịu hơn đấy, thế nhưng mà ngược lại là cái quán đó cũng không bán được hàng,
Đấy, nếu bác cho thuê thì người ta cũng lại không bán được, cũng không kinh doanh được nhé. Đấy, tiếp theo thì như bác đã biết rồi đấy, của bác thì là cái nhà vệ sinh vào vào Tây Bắc, còn cái bếp vào Tây nếu mà lập ngược ra đấy, thì cái đó thì nó làm cho người trong nhà mình nó rất khó kiềm chế được cảm xúc hay những bất đồng với những chuyện nhỏ nhặt, nó cũng sẽ là câu chuyện của mình đấy. Đấy, thì nếu như trong trường hợp này ấy, là em ấy, thì em sẽ mạnh dạn em đổi cái bếp với cái phòng ngủ. Đổi bếp lên phòng ngủ Vâng. để cho Thì nó vào mắt. đúng rồi, quá đúng. Bác nghe em nuôi bác hiểu ngay cái vấn đề đấy. Đấy. Đấy, thì cái phòng ngủ ở dưới nó lại vừa vượng vừa thoáng đãng mà nó lại không trùm với cái chung cung của em ấy. Bác hình dung chưa? Thế là một một mũi tên bắn hai đích. Một mũi tên bắn hai đích là sẽ Tiền giải. ngủ xuống cuối cùng. Đúng rồi. Đấy. Thế còn cái nhà vệ sinh mà lập cực của nó vào Tây Bắc ấy thì ta phải có phương án cho đó. Nhưng mà nhìn đây thì em chưa biết nên xử lý như thế nào. Cũng có thể là chuyển sang bên phía Tây Nam, chỗ gần cái cửa đi đi lên xuống ấy. Đấy, thì mình cái mở cái cửa ngách vào nhà ấy là cái thẳng cái phòng ngủ. Bác hình dung chưa? Mình sẽ đưa cái vệ sinh vào Tây Nam là thẳng cái chỗ cửa ngách ấy, bên tay phải ấy. Đấy, nhà vệ sinh bên đấy. Cuối đấy. Đúng rồi. Thì mình sẽ mở cái cửa vào trong từ hành lang đi vào là mở vào cái chỗ cái cửa sổ ấy. Đấy, thì mình có giải pháp như thế. Không mở cửa thẳng hành lang nữa mà mở quay là vào chỗ cửa sổ, quay là vào cửa vào chỗ phòng ngủ cũ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì có phải là ở đó bác có hoàn toàn có thể làm một cái sân nướt ở chỗ đó ấy, là cái bếp nếu mà những vị thịt gà thịt cá là mình có thể mang ra cái sân nướt ngoài đó rất thuận lợi đấy, thì Nhà đấy là một cái giải. nhà em chữ L như thế thì có ảnh hưởng lắm không thầy? Ở đây thì nó là một phần là khuyết y phương vị Đông Nam, mà khuyết Đông Nam thì em không sợ. Bởi vì khuyết Đông Nam ấy thì cái người con gái ấy, nó sẽ trưởng thành rất sớm, nó ra ngoài rất sớm và nó sẽ quay lại giúp được gia đình anh. Thì cái phương Đông Nam khuyết thì em không sợ về đấy lắm. Đấy. Thế nên mà em chỉ sợ là vấn đề là nó liên quan đến chỗ cậu con trai mà khi nó quay về. Bởi vì bản chất là như thế này anh nhá, anh hình dung là một nơi phong thủy ấy, bao giờ nó có hai xu hướng xảy ra. Một, cái người đó ở nhà và sẽ suy. Hai là cái người đó không chịu được và họ cảm nhận được, họ bật ra khỏi nhà. Giống như việc cái con mèo ấy, anh bắt nó ngủ một chỗ, anh làm cái ổ đẹp đến mấy nó không ngủ. Đấy. Nó sẽ ngủ ở một chỗ nào đó nó cảm thấy nó an tâm nhất, cảm thấy phù hợp nhất. Đấy. Thì như như trường hợp của con anh ấy thì nó là không muốn về. Nó là như trường hợp đấy nhé. Đấy. Lên trên tầng 2 anh ngủ chỗ nào? Trên tầng 2 em ngủ đối diện phòng khách ạ. Anh ngủ đối diện phòng khách, ngủ phía trước đấy hả? Và ngủ phía trước. Trên tầng nữa thì là phòng thờ, đối diện với phòng khách. Vâng, vì là em cũng không biết rằng là chỗ ngủ của anh nó có vào Đông Bắc hay không, nhưng mà cố gắng khi anh lập cực ra đưa về Đông Bắc là xong. Có thể đẩy đầu giường về cái gần cái tủ quần áo ấy là vào Đông Bắc xong. Cái thứ hai là nhìn trên tầng 2 ta thấy là như thế này. Tất cả các phòng ngủ ở tầng 2 ấy, anh nên sử dụng chung một nhà vệ sinh ở Tây Nam thôi. Còn cái nhà vệ sinh ở Tây Bắc anh đập đi. Và nhà vệ sinh khép kín đấy Đúng rồi, cái ạ. nhà vệ sinh khép kín bỏ đi, bỏ hẳn đi nhé. Đấy, thì bản thân anh ấy, anh cứ bị nhà vệ sinh này, cả trên và dưới như thế này này. Thì em không biết anh làm nghề gì, nhưng từ lúc về ở nhà này là cực kỳ khó phát triển bản thân anh. Đấy. Vì Nói chung là cũng phát triển được nhưng mà lận đận, mà cuối cùng coi là nó không được coi như ý. đó. Vâng. Thì vì là cung càn của anh nó bị hỏng hết rồi mà. Ở dưới cả dưới tầng 2, 1 và 2. Vậy thì cái phương án xử lý của anh là chấp nhận phải bỏ hết nhà vệ sinh Tây Bắc đưa về Tây Nam cả tầng 1, tầng 2. Bởi vì tầng nó có một cái trục về vệ sinh bên đấy rồi nó cũng dễ thôi. Cái giường ngủ của anh điều chỉnh xuống phía Đông Bắc và ở cái sảnh trước của cái tầng 2 ấy,
là anh đặt cho em một cái thạch thủy bình lớn vào ở trước ở phía đông ấy, bởi vì em nói đông và đông đông nam cần rất nhiều nước nhé. Và À. Đấy, thì cái hướng xử lý của nhà mình là như thế anh nhé. thì em muốn hỏi thầy bây giờ quay lại là với ở dưới tầng trệt đấy mà muốn để thằng con trai nó phát triển tốt thì còn cách nào khác hay là bỏ quán đi có được không ạ? Nếu là em thì em sẽ không kinh doanh, bởi vì thứ nhất là kinh doanh thì cái quán đấy nó không phát triển được. Mà em bỏ đi và em để một cái sân rộng, không nạp khí ở bên sườn vào nữa mà đi thẳng ở trước vào. Đi thẳng trước vào và hai bên ấy em sẽ cho rất nhiều nước. Vì là em không định được cái khí nhà anh về bên nào. Nhưng có thể là em sẽ cho cả hai bên. Hai bên là những cái bức tranh nước và những cái đường nước ấy, nó rộng. Thì cái phương trước mà có nước ấy thì không những mà thằng con trai của anh nó phát triển tốt mà nó về phát triển tốt, mà bản thân anh công việc của anh đầu vào sẽ cực kỳ ổn định luôn, không phải suy nghĩ gì luôn. Ý thì là ở hướng đông và đông nam thì là nhiều đông nam Rồi, và đông nhưng nam. vâng, thế thì bây giờ mình phải làm cho cái khí đó đi qua nước xong mới vào nhà mình, anh nhìn dung chưa? Vâng, Đấy, chứ đừng đi thẳng vào nhà. với cái nhà này thì nó lại quay lại hướng tây nam cũng là nhiều khí thầy, thổi từ đằng sau thổi lên đấy ạ, thổi qua cửa sau Đấy là tây, khí ấy. tây Và tây chính khi khí tây nó vào nhiều đó mới anh mới có cơ hội nó dập dần như thế, bởi vì bản chất khí tây nó rất vượng mà, và nhưng mà nó vào nó gặp ngay cái bếp nhà mình ấy, nên em mới bảo đổi cái bếp lên đi, để xuống ngủ ở dưới, và cái phòng ngủ ở dưới cái còn thì quay là đằng sau đất của em là quay là đằng sau cái nhà còn 13 mét đất mà xây phòng trọ ấy, đằng sau quay là đó là một cái con đường nữa, quay là nhà đất là ba mặt tiền đấy, một con đường cắt ngang nữa thì có ảnh hưởng gì không thầy? đằng sau ạ. Vâng, đằng Không, sau. không ảnh hưởng gì, Dạ. không ảnh hưởng, cái hướng này thì không ảnh hưởng gì. Vâng, Có nhớ ảnh anh hưởng nhớ. đến con gì không ạ? Dạ, vợ con của anh ấy thì bà vợ anh khó chịu ở cái cửa tây nam của anh ấy, nên em mới đưa cái nhà vệ sinh vào chỗ đó, anh hình dung chưa? Dạ. Anh nhớ là có cái cửa tây nam và lúc nãy em nói câu chuyện cửa tây nam chưa? Đúng rồi, cửa Tây Nam thầy hỏi là đằng sau có khuyết sâu không đấy ạ? Đấy đấy, thì vấn đề là em mới trao đổi với anh cái câu chuyện là cái cửa tây nam nhà mình ấy đấy, là khí nó vào, khí nó vào thì khi cửa tây nam khí nó vào thì người phụ nữ họ nói nhiều ấy đấy. Nhưng mà anh đặt cái nhà vệ sinh đó xong em lại gạ anh là làm tiếp một cái sân ướt bên ngoài, thế anh hiểu ý em chưa? Rồi nhá.